Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xe Máy Thành Tâm. Thì hôm nay Tuyền sẽ làm một video clip gửi đến cho tất cả các bạn một con xe hiện tại đang rất là được tất cả các bạn giới trẻ săn lùng luôn. Thì hôm nay vừa về tới Thành Tâm thì Tuyền đã mang ra quay clip gửi đến cho tất cả các bạn xem về tình trạng ngoại hình của con xe này nha các bạn. Thì theo Tuyền thấy ở thị trường của chúng ta hiện nay đang rất là được chuộng những con xe này luôn. Thì không chỉ riêng năm nay mà đã 2 năm qua thì con xe này càng ngày càng hot và càng ngày càng có giá trị luôn nha các bạn. Đó chính là Vario mẫu cũ 150 đời 2018 luôn nha các bạn. Đang rất là được rất là nhiều bạn săn lùng luôn. Hôm nay thì Tuyền đã có đăng hình demo trước thì cũng có rất nhiều bạn hỏi và cũng có người có hẹn lại sẽ lại xem xe và cũng sẽ là mua xe này luôn. Thì tranh thủ Tuyền sẽ quay clip gửi đến cho tất cả các bạn, thì ai nhanh chân thì còn nha. Thì đây một con dòng xe rất là siêu phẩm luôn nha các bạn. Vario 150 đời 2018 màu xanh đen nha, mâm vàng luôn. Thì hôm nay Tuyền mời các bạn cùng Tuyền xem qua tình trạng của xe trước nha. Thì theo thiết kế mẫu cũ so với mẫu mới thì Tuyền, riêng bản thân Tuyền thì Tuyền cảm thấy rất là thích cái mẫu cũ hơn rất là nhiều luôn. Cái phần đầu của nó nói chung sắc sảo góc cạnh luôn nha các bạn. Nó nhọn sắc cạnh luôn nha. Thì cái cụm đèn của nó cũng vẫn vậy, của mẫu cũ thì nó cũng nằm phía dưới, và cái con mẫu mẫu mới sau này thì nó cũng vẫn vậy, chỉ có cái điều phần đầu này thì nó hơi bè ra một tí thôi. Đó, con này là mâm màu vàng luôn nha. Nguyên một bộ phanh trước của nó. Để cho tiền, để tiền coi thử coi. Nó đèn rất là sáng luôn nha mọi người. Đây là ốc đô của nó này nha các bạn. Các bạn có nhìn thấy rõ hơn không? Đó, cái số km của con xe này nè nha, trong 2 năm nha. Thì con Vario 150 này thì vẫn là sử dụng chìa khóa cơ nha các bạn. Chỉ có con Vario đời mới sau này thì nó sử dụng là chìa khóa thông minh nha. Đó, nguyên một cái dàn áo bên hông của nó nè, màu xanh đen. Cái màu này với cái màu mà phối cái mâm vàng vô thật sự rất là hợp luôn nha. Rất là đẹp. Tem Vario 150 đây. Thì con này từ phần đầu cho tới phần đít, cái chỗ nào nói chung là cũng có sắc cạnh, như góc cạnh nó rất là đẹp luôn. Thì cái con Vario mẫu cũ này á, cái cụm đèn nhan của nó cũng là tích hợp cho đây nha, không có rời ra như con mẫu mới sau này nha các bạn. Mẫu mới sau này nó tiến triển hơn thì nó tách rời ra. Nhìn chung sơ lược con Vario mẫu cũ này thì Tuyền nghĩ chắc chiếc video clip này sẽ nhận được rất là nhiều sự quan tâm của tất cả các bạn á. Hôm trước Tuyền cũng đã làm một con vàng cát đời 2016 rồi, nhận được rất là nhiều tư vấn luôn, rất là nhiều ý kiến rất là thích nha các bạn. Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đẹp cả. Dòng xe Vario này là càng ngày càng có giá trị luôn nha các bạn. Cái mẫu cũ này rất là hot luôn á. Cho nên bạn nào mà yêu thích cái kiểu dáng của con xe Vario này thì nhanh chân, nhanh tay để lại bình luận số điện thoại phía dưới, Tuyền sẽ trực tiếp tư vấn cho tất cả các bạn nha. Rồi, Tuyền sẽ báo giá đây. Vario 150 màu xanh đen đang có giá hiện tại ở Thành Tâm là 5X nha các bạn. Thì do nó cũng hot cho nên thì ít bao nhiêu thì các bạn hãy để lại bình luận phía dưới để cho Tuyền để có thể tư vấn gửi đến cho tất cả các bạn nha. Và điều đặc biệt là các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi.